tôi đã quay trở lại và đây là vòng 2 của Giao ước tình yêu. Ngay bây giờ hãy cùng gặp lại Thế Vũ để xem Thế Vũ sẽ xuất hiện như thế nào. Xin mời. Yeah. Rồi, các em thấy sao khi gặp lại Thế Vũ trong hình dạng như thế này? Hiền. Dạ, em thấy bạn body rất là vạm vỡ. Rất là vạm vỡ. Mình có mềm không em? Cũng có. Có. Xương xương hả? Xương xương. Được quá. Còn Trang, đói bụng không cưng? Đói quải nữa. Đói quá. Thảo đi sao nào? Nhìn thể hình này thì em biết là chắc là anh đã tập luyện rất là nhiều. Chắc chắn rồi. Vũ thân mến, các cô gái, đặc biệt là cô gái đến đây để tìm kiếm tình yêu duy nhất, đã gửi đến cho chương trình một câu hỏi. Hãy xem kỹ câu hỏi. Với phần mở câu hỏi này, Hiếu xin mời Hiền sẽ đọc câu hỏi. Mời Hiền. Nữ chính sẽ đặt câu hỏi cho anh Vũ là: Mời. Sau kết hôn, em yêu cầu trong mọi bữa ăn, kể cả khi mời khách, chúng ta để đồ ăn luôn trong nồi, đỡ tốn công dọn dẹp và tốn dầu rửa chén. Nữ chính có vẻ siêng năng nhỉ. Dạ đúng, chính xác đó là những gì theo quan điểm của em. Em cũng đồng ý với cái điều này. Bởi vì theo em thì cái người phụ nữ mà em đã chọn để kết hôn và đi với em đến cuối cuộc đời rồi thì sẽ không cần phải làm những cái công việc mà nó rất là nhỏ nhặt anh. Giống như là làm việc nhà. Những cái đó thì một là em sẽ làm, hai là em sẽ mướn người về làm. Nhưng mà nè, không biết là Hiền, Trang và Thảo có nghĩ giống anh Hiếu không? Dù cho Vũ là một người đàn ông thoải mái về vấn đề đó, có nghĩa là không cần phải cầu kỳ quá, dọn từng ly từng tí trong bữa ăn. Thậm chí là ba mẹ của Vũ cũng như vậy. Nhưng họ hàng thì sao? Lỡ có dịp đám lễ này nọ đúng không? Chẳng lẽ giờ họ hàng tới mà cũng bưng cái nồi ra để đó thì cũng kỳ. Tại vì nhiều khi là người lớn người ta cũng ngại cái việc mà họ hàng làng xóm đánh giá lắm. Vũ nghĩ sao? Dạ không anh, bởi vì mình là chủ của cái buổi tiệc, mình có quyền. Và em nói thiệt với anh là mỗi lần mà tiệc thì em mướn tiệc tới cho người tới làm từ A đến Z luôn anh. Dạ. Và em chỉ kịp giao lưu với mọi người thôi. Dạ. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Về vị trí nào, ghi điểm tuyệt đối. Dạ. Đó là Thế Vũ, ấn tượng cực mạnh ngay tại vòng 2 này. Để